Xin chào buổi sáng tất cả các đồng bào Phật tử Việt Nam và các đồng bào Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở quốc nội. Sáng nay ngày thứ Sáu, 28 tây tháng 8 năm 2020, bây giờ là 9 giờ 30 phút giờ của Washington State. Có một số người email hỏi thầy về tình hình là tại cái khu vực quần đảo Hoàng Sa. Khi mà trong ngày mấy ngày qua tàu cộng tập trận đã bắn 4 cái quả tiễn đạn đạo đường dài, và hiện tại bây giờ một khu trục hạm của Hoa Kỳ đang có mặt ở tại Hoàng Sa, mà không phải là khu vực mà ngoài 12 hải lý, mà khu trục hạm của Hoa Kỳ có mặt ở trong khu vực có 1 hải lý cách cái bờ biển của đảo Hoàng Sa. Và quý vị biết mấy ngày trước thì khi 2 chiếc bay thám thính của Hoa Kỳ ở trên cái khu vực Biển Đông, khu vực Hoàng Sa khi tàu cộng đang tập trận, thì lúc đó tàu cộng có đưa 2 coi như chiến đấu cơ lên để mà truy đuổi, và Hoa Kỳ tuyên bố rằng khu vực Biển Đông là khu vực hải phận không phận quốc tế, không phải chủ quyền của tàu cộng. Và bữa nay trong khu vực tập trận cách bờ biển của đảo Hoàng Sa chỉ có 1 dặm, cái việc 1 dặm rất là gần, và Hoa Kỳ đã đưa khu trục hạm trang bị đầy đủ vũ khí tiến sát vào. Quý vị biết cái từ ở cái 1 dặm là chúng ta có thể dùng mắt thường để nhìn, và chỉ cần tàu cộng bắn 1 phát súng từ một cái người lính hải quân của tàu cộng là Hoa Kỳ sẽ xóa sổ cái đảo mà nhân tạo, các cái khu vực mà quân sự do tàu cộng xây dựng trái phép. Thì có nhiều người hỏi là tại sao Hoa Kỳ lại dám vi phạm vào trong cái lãnh hải 12 hải lý theo luật biển. Xin thưa, dưới cái nhìn của thầy Thông Lai thì đảo Hoàng Sa nó không có phải là lãnh thổ của tàu cộng, và đồng thời tàu cộng xây dựng trái phép, và ngày hôm qua hôm kia tàu cộng đã bắn 4 cái quả tiễn từ cái căn cứ quân sự đặt trên cái quần đảo Hoàng Sa, và sáng nay Hoa Kỳ đã hiên ngang đưa chiến hạm của mình vào sát cách bờ biển của quần đảo Hoàng Sa chỉ có 1 hải lý, có 1 dặm thôi nha quý vị, mà tàu cộng chỉ lên đài lên tiếng mà phản đối mà không dám. Và một cái nguồn tin nữa người ta hỏi tôi là tại sao một cái người nằm cố vấn ở trong cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu coi như Tập Cận Bình là cắt đứt tất cả những cái nguồn thuốc men mà đang sản xuất ở tại tàu cộng, không cho nhập cảng sang Hoa Kỳ. Quý vị biết từ thời Obama và Clinton làm tổng thống thì đã đưa tất cả các cơ sở sản xuất về dược phẩm, thuốc men của Hoa Kỳ sang sản xuất tại các nhà máy của Trung Cộng. Và hiện giờ cái tên cố vấn của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản tàu cộng đã ra lệnh yêu cầu là coi như Tập Cận Bình phải coi như nếu mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cấm vận Huawei thì Hoa Kỳ sẽ bị trả đũa bằng cách là tất cả những cái nguồn thuốc men hiện giờ đang sản xuất tại tàu cộng sẽ không được coi như đưa trở lại Hoa Kỳ để giúp cho dân Hoa Kỳ trị bệnh. Thì cái vấn đề này như thế nào? Thưa quý vị, Hoa Kỳ là một đất nước tự do, Hoa Kỳ không bao giờ mà trả đũa bằng cách là hiện tại 70% dân tàu cộng sống nhờ vào cái nguồn thực phẩm của Hoa Kỳ. Mà nếu mà tàu cộng ra lệnh coi như cho các nhà máy của Hoa Kỳ đang sản xuất ở tại tàu cộng không được đưa thuốc về để bán cho dân chúng Hoa Kỳ trị bệnh, vì 70-80% hiện tại bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa có thể làm chủ được cái vấn đề mà sản xuất thuốc để mà trị bệnh cho dân Mỹ ở tại lãnh thổ Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ không thể nào dùng cái đòn là cấm vận lương thực, vì đó là vấn đề nhân đạo. Trong cuộc chiến tranh, Hoa Kỳ có thể cấm người ta sử dụng những cái điện tử, những cái software của Huawei. Vì cấm vận như vậy thì nó không có phải là ảnh hưởng tới dân chúng Hoa Kỳ hay là dân chúng mà đói kém, nó không phải là nhân đạo mà nó thuộc về chiến tranh, về vấn đề mà tin học. Nhưng mà Hoa Kỳ không thể nào trả đũa bằng cách là không bán lúa gạo,
không bán thực phẩm, không bán những cái mà thực phẩm cho dân Trung Cộng, vì đó là vấn đề nhân đạo. Và các nước tự do không bao giờ dùng vũ khí để mà người dân, hay là vấn đề mà đói kém, hay là chặn đứng lương thực để mà trả đũa. Và cái điều này nó có lợi hay có hại cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện tại? Tôi xin thưa, nó có lợi. Nó có lợi cho dân chúng Hoa Kỳ, thì dân chúng Hoa Kỳ sẽ nhận rõ rằng là trong 8 năm cầm quyền của đảng Dân Chủ và trong thời gian từ Bill Clinton cho tới Obama là khoảng mười mấy năm, mà trong thời gian đó các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đã biến Tàu Cộng trở thành ra là một cái nhà máy khổng lồ của Hoa Kỳ và toàn thế giới. Cho nên cái vấn đề đó là ông Trump đã nhìn rõ. Và bây giờ hiện tại người ta nói rằng tại sao Hoa Kỳ không thể nào đưa các nhà máy trở lại sản xuất? Thưa quý vị, tất cả các công ty dược phẩm hàng đầu của Hoa Kỳ sản xuất hàng trăm tỷ đô la thuốc men để trị bệnh cho mấy trăm triệu dân Hoa Kỳ, không thể một ngày một bữa mà làm được. Khi mà đầu mùa dịch xảy ra, Tàu Cộng đã cấm tất cả các công ty Hoa Kỳ mà sản xuất khẩu trang được đưa tái trở lại để phục vụ chống dịch tại Hoa Kỳ. Và ngay lập tức Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra lệnh cho tất cả các hãng xưởng chế tạo xe hơi, hãng xưởng chế tạo tất cả những ngành công nghiệp khác đều phải làm ngay tất cả các chiếc máy để mà sản xuất khẩu trang. Sản xuất khẩu trang thì dễ, nhưng mà bây giờ tất cả các công ty dược phẩm hàng đầu đang có mặt ở tại Tàu Cộng hiện giờ vẫn còn lệ thuộc 70-80% là chúng ta phải sản xuất tại Tàu Cộng. Như vậy, trong thời gian đảng Dân Chủ cầm quyền ở Tòa Bạch Ốc đã biến Tàu Cộng thành ra là một cái nước sản xuất để cung cấp tất cả những cái nguồn thực cái những cái nguồn thuốc men quan trọng. Và vì vấn đề đó mà Tàu Cộng đã ảnh hưởng toàn cầu. Và về cái nhìn đó mà Tổng thống Donald Trump muốn cho người Mỹ thấy rằng chính sách của Đảng Cộng Hòa là không để cho Tàu Cộng thao túng về tất cả các mặt hàng, về vấn đề mà thuốc men, cho nên về vấn đề mà tin học, về vấn đề high tech, về vấn đề computer, về vấn đề software, thì Hoa Kỳ cấm là cái chuyện đó nó chỉ không ảnh hưởng tới cái đói của người dân Trung Cộng. Nhưng mà vấn đề thuốc men của Hoa Kỳ mà đến mạng sống của Hoa Kỳ mà Đảng Cộng sản Tàu Cộng đang chuẩn bị dùng cái đó để chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng và chiến tranh về sử dụng cái mạng sống của người dân Mỹ, thì cái đó là cái lợi cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Quý vị thấy không? Rốt cuộc trong mười mấy năm Obama và Bill Clinton cầm quyền đã biến Tàu Cộng thành ra một nước sản xuất cho toàn thế giới và tất cả chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào những cái nhà máy đang được đặt tại Trung Quốc. Và vì lý do đó mà Tổng thống Hoa Kỳ mới đưa trở lại. Và một cái vấn đề nóng hổi mới đây là Thủ tướng Nhật tuyên bố sẽ từ chức vì lý do sức khỏe. Thì cái đó làm cho thế giới rất là hoang mang. Và ông nêu lý do mà ông từ chức là vì vấn đề sức khỏe. Nhưng mà chúng ta chờ coi, nếu quả thật mà cái người lên thay thế Thủ tướng Nhật Bản đương kim hiện tại, vì khi ông tuyên bố ông sẽ từ chức, thì là một là Bộ trưởng Quốc phòng, hai là Bộ trưởng Ngoại giao, thì chắc chắn là ông này ông từ chức vì lý do sức khỏe. Còn nếu mà cái hai người khác lên thay thế mà không phải là Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản, không phải là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thì vấn đề này chúng ta xét lại. Thật sự vì ông Thủ tướng Nhật này ông rất là cứng rắn trong vấn đề chống Tàu Cộng và ông rất là đi sát từ 1945 đệ nhị thế chiến tới bây giờ sau khi Nhật Bản thua Hoa Kỳ và hoàn toàn là nước Nhật lúc nào cũng đồng hành với Hoa Kỳ để mà trong các chính sách đối đầu với Tàu Cộng. Mà quý vị thấy rõ tại sao Nam Hàn lại có cái thân thiện đối với Tàu Cộng mà Nam Hàn lại muốn làm cái gạch nối để mở lại các cuộc đàm phán để mà đưa Tập Cận Bình nói chuyện với Hoa Kỳ, vì 65% các công ty sản xuất của Nam Hàn đều bị lệ thuộc ở nền kinh tế của Tàu Cộng. Quý vị thấy rõ hơn. Cho nên quý vị thấy không có lạ gì hết. Cái bài nói chuyện cách đây mấy ngày tôi đã nói rằng Bắc Hàn tuy như vậy đó, nhưng mà Bắc Hàn bây giờ trở thành ra là một người nằm trong quỹ đạo của Hoa Kỳ. Nam Hàn là một đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà 65% tất cả các nhà máy, tất cả các cái việc sản xuất của kinh tế Nam Hàn đều ảnh hưởng của Trung Quốc. Cho nên quý vị thấy rõ,
và dân chúng Hoa Kỳ, họ đã nhìn rõ cái sự nguy hiểm của Tàu Cộng. Và giờ này quý vị thấy rõ, dưới cái nhìn của tôi là Tàu Cộng không bao giờ dám bắn trước, mà Hoa Kỳ sẽ bắn trước. Khi Hoa Kỳ đã đưa một khu trục hạm vào sát ở trong cái quần đảo Hoàng Sa, mà cách bờ biển có một dặm ở trên biển là lính thủy thủ của Tàu Cộng có thể nhìn bằng mắt thường. Chỉ cần một tên lính Tàu bắn một viên đạn AK là coi như khu trục hạm sẽ xóa sổ tất cả căn cứ đang xây dựng trái phép trên cái hải đảo Hoàng Sa của Tổ quốc Việt Nam. Cho nên người ta nói rằng Hoa Kỳ vi phạm 12 hải lý từ bờ biển tính ra, nhưng xin lỗi, đó không phải là lãnh thổ của Tàu Cộng, mà đó là lãnh thổ chiếm đóng trái phép, và đó vẫn thuộc về hiện tại chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa. Việt Nam tuyên bố nhưng mà Việt Nam không có thái độ rõ ràng, cho nên hiện tại Hoa Kỳ vẫn coi khu vực Hoàng Sa Trường Sa không phải là lãnh thổ của Tàu Cộng. Cho nên cái hành động mà Trung Cộng tuyên bố Hoàng Sa là của Tàu Cộng, mà Hoa Kỳ đưa khu trục hạm vào sát trong một hải lý cách bờ biển của hoàng đảo mà Hoàng Sa, mà Tàu Cộng không dám, chắc chắn là Tàu Cộng không dám nổ súng trước, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ nổ súng trước. Vì lý do gì? Thứ nhất là Hoa Kỳ đã cho thế giới thấy là Tàu Cộng là control tất, Tàu Cộng control tất cả các nhà máy sản xuất trên thế giới. Tàu Cộng control tất cả 70-80% các nhà máy sản xuất dược phẩm để trị bệnh cung cấp cho Hoa Kỳ. Và Tàu Cộng ảnh hưởng 65% tất cả các nhà máy ở Nam Hàn. Và hiện tại trên thế giới, Tàu Cộng chương trình một dòng đai một con đường là cái giả tâm Tàu Cộng sẽ đi tới thôn tính thế giới trong một ngày không xa. Cho nên Hoa Kỳ không phải chờ lâu nữa. Và hiện tại là vấn đề khuếch tán con vi trùng Vũ Hán Corona là đã được bằng chứng rõ ràng. Một tiến sĩ làm trong phòng sinh học ở Vũ Hán đã lên đài phát trình bày, đó là bằng chứng rõ ràng nhất, mà Hoa Kỳ còn nhiều bằng chứng nữa. Và một cái điểm tôi muốn nhấn mạnh với dân chúng Hoa Kỳ, 100 mấy chục ngàn người Mỹ đã vô tội bị chết vì Corona Vũ Hán. Hoa Kỳ sẽ không bỏ qua. Và quý vị nhớ cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng đệ nhị thế chiến làm chết có 2.000 mấy trăm thủy thủ, và Nhật Bản đã phải trả một cái giá là ăn 2 trái bom nguyên tử và phải đầu hàng vô điều kiện. Và nhớ kỹ, 150.000 sinh mạng của người Mỹ và nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên bờ vực thẳm, và cái giá để trả không phải chỉ là im lặng, không phải chỉ là đưa tất cả các hạm đội lên Biển Đông, không phải là Hoa Kỳ chỉ nói suông, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ chọn một thời cơ rất là tốt để mà coi như, nếu mà Hoa Kỳ khai hỏa lúc này, Tàu Cộng sẽ coi như dùng cái vấn đề nhân đạo là coi như không cho thuốc men trở lại Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ không thể nào dùng cái vũ khí thực phẩm để mà không bán thực phẩm cho dân chúng Trung Cộng, để mà vì vấn đề nhân đạo. Cho nên Hoa Kỳ sẽ chọn một con đường tốt nhất, và cái người mà giải quyết tốt nhất trong vấn đề khủng hoảng này không ai khác hơn là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Một lần nữa, 150.000 sinh mạng Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không thể nào bỏ. Những người Mỹ này đáng lẽ không phải chết nếu Tàu Cộng không có coi như giấu giếm cái vấn đề di trùng coi như là Vũ Hán. Và hiện tại ngoài cái vấn đề vũ khí về vấn đề di trùng, Tàu Cộng vẫn sẽ sử dụng những vũ khí về hóa học. Và quý vị biết là Tàu Cộng không thể nào mà giữ nguyên như thế này, mặc dù sau này Tàu Cộng sụp đổ và Đài Loan có vào để mà điều hành đất nước Tàu Cộng, thì Hoa Kỳ và các nước ở Tây Phương cũng không thể nào để một cái Tàu Cộng nguyên vẹn như vậy, vì cái giả tâm của người Hán rất là lớn, và khi mà họ mạnh là họ sẽ có giả tâm xâm chiếm toàn thế giới. Một lần nữa, 150.000 sinh mạng người Mỹ chết vô tội. Một lần nữa, hàng trăm triệu, hàng ngàn trillion đô la đã bị mất trong gần một năm qua vì vấn đề nạn dịch. Và vấn đề Hoa Kỳ đã đưa 2/3 lực lượng quân sự của mình có mặt ở Biển Đông. Và chắc chắn dự đoán của thầy là Tàu Cộng không dám bắn trước, và Hoa Kỳ sẽ đầy đủ bằng chứng và sẽ nổ súng trước để giải thể chế độ Tàu Cộng và để giúp cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi Tàu Cộng, thoát khỏi Việt Cộng, và chuẩn bị Việt Cộng sẽ tháo chạy. Và chúng ta, những người Việt có quốc tịch, những người Việt đang có lá phiếu trong tay,
hãy bầu cho Đảng Cộng Hòa và bầu cho tất cả các dân biểu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, và nhất là chúng ta phải ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc thứ hai Hoa Kỳ và bảo vệ cho cả thế giới không bị Tàu Cộng coi như xâm chiếm. Trân trọng kính chào.